Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video của em Tính Anh gì. Thì trong cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về cái câu chuyện đó chính là Vinhome và Vingroup nha nhỉ. Thì hai mã cổ phiếu này đang đã xuất hiện dấu hiệu phân kỳ dương đảo chiều ở quanh cái vùng giá hiện tại, cho nên em có mới làm một cái video với cái nội dung rằng là Vinhome và Vingroup phân kỳ dương, liệu hai mã cổ phiếu này trong tuần sau với những cái tín hiệu phân kỳ dương của mình, với những cái tín hiệu đảo chiều của mình, cũng như là đã quay về lại những cái vùng gọi là Vinhome, như là đã quay về lại những cái vùng đáy cũ rất là sâu, những cái vùng đáy gọi là đáy lịch sử này, hay là VIX cũng đã có những cái tuần giảm điểm rất là mạnh, rất là nhiều tuần giảm điểm nhưng mà chưa có một cái cây nến phục hồi nào hết. Thì liệu rằng là hai cái mã cổ phiếu này với những cái tín hiệu đó thì có giúp VN Index phục hồi trong tuần sau hay không, thì chúng ta cũng sẽ bóc tách. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách trong cái video này nha nhỉ. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video thì mọi người có thể để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như thả giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha nhỉ. Thì em mong là sau cái video này thì anh chị cũng sẽ có những cái góc nhìn khách quan hơn về Vinhome cũng như là Vingroup, để chúng ta có thể là bóc tách và đưa ra được những cái điểm mua, cũng như là những anh chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu này và đang bị kẹp ở phía trên, mà nếu còn tiền thì có thể là cân nhắc mua, hạ giá vốn, hoặc là có thể là tiếp tục nắm, không nên cắt lỗ nữa, để chờ những cái nhịp hồi của hai mã cổ phiếu này để chúng ta có thể là đỡ lỗ hơn, hoặc là có thể là về bờ sớm hơn. Ok ha, thì không có bị cắt ngay bạn đấy. Rồi ok, thì đầu tiên là trước khi đi qua về hai mã cổ phiếu này thì muốn nói sơ qua về thị trường ở một chút xíu. Thì thị trường của chúng ta cũng dường như là đã chính thức hình thành nha nhỉ, thị trường VN Index của chúng ta đã chính thức hình thành tín hiệu phân kỳ dương đảo chiều ở RSI, MFI, MACD thì chưa xác nhận, SMA thì chưa xác nhận, nhưng mà trước mắt là chúng ta đã có hai tín hiệu phân kỳ đảo chiều rồi, đó chính là MACD, đó chính là RSI và MFI. Thì em có nói với mọi người một cái vấn đề là gì, là chúng ta hãy tìm những cái mã cổ phiếu nào mà nó đồng pha với lại VN Index để chúng ta mua, để khi mà VN Index mà nó phục hồi thì những cái mã cổ phiếu mà đồng pha với VN Index có thể nó sẽ hồi chung với thị trường, và có thể thậm chí nó sẽ hồi mạnh hơn, và đặc biệt nhất là những cái mã đó, cổ phiếu đó nó phải giảm sâu trong giai đoạn vừa rồi. Nếu không giảm về lại được cái vùng hỗ trợ hoặc là giảm thủng qua cái vùng hỗ trợ thì phải xem rằng là những cái mã cổ phiếu đó có phân kỳ đảo chiều hay không nha, vậy có phân kỳ đảo chiều hay không. Thì hai mã cổ phiếu Vinhome và Vingroup đã có xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều, tất nhiên là Vingroup nó sẽ mập mờ và nó sẽ chưa có rõ ràng, nhưng Vinhome đã có những cái tín hiệu đảo chiều rất là tốt ở RSI, MFI, MACD và kể cả là SMI cũng đang dần xuất hiện nên những cái tín hiệu đảo chiều. Vậy là chúng ta đã có cả bốn chỉ báo đang xuất hiện tín hiệu phân kỳ đảo chiều với lại Vinhome, thì em view rằng là Vinhome có khả năng là sẽ có những cái nhịp phục hồi trước mắt ngắn hạn, là có thể lên được cái vùng band trên trong khung ngày là tầm khoảng loanh quanh cái vùng là 48. Nếu tốt hơn nữa thì Vinhome nó sẽ lên được cái vùng target là tầm khoảng 50, nha 50 cho tới là 51, nếu tốt hơn là 50 51, còn nếu mà trung bình minimum, em nghĩ là minimum là có thể là Vinhome nó sẽ lên được test lại loanh quanh cái vùng đỉnh trên này là tầm khoảng 48. Thì em nghĩ là có thể canh thứ hai tuần sau, nói về thứ hai tuần sau khi mà thị trường chúng ta có thể là tiếp tục cái đà hưng phấn của cái phiên giao dịch ngày thứ sáu, nhưng nhanh chóng sẽ bị bán ngược trở lại, tại vì khi mà thị trường nó hồi lên, thị trường hiện tại là 1108, thì khi mà hồi lên cái đường MA200 là quanh cái vùng là 1113 hay là 1115, 1116 gì đó theo Ichimoku nữa, thì có thể là bắt đầu sẽ gặp những cái áp lực cung tiết ra và đẩy chỉ số quay về lại những cái vùng ở phía dưới để test lại nha nhỉ, để test lại. Thì chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp test lại đó để chúng ta có thể là bắt một số cái mã cổ phiếu có phân kỳ cũng như là quay về lại những cái vùng hỗ trợ test lại nhanh gì. Thì trong cái nội dung video là này là có Vinhome và Vingroup, thì Vinhome mà nó test lại tầm loanh quanh thì chúng ta phải dựa theo Ichimoku nha nhỉ. Vinhome mà nó test lại tầm loanh quanh đâu đó là tầm khoảng 43.8 cho tới 44 thì em nghĩ là anh chị có thể là thăm dò được đối với mã cổ phiếu Vinhome, và nếu như mà nó chính thức nó vượt được cái đường vô găm 44.85 ở đây là chúng ta có thể mua gia tăng thêm để có thể đánh một cái nhịp lên 48, thì tổng cộng cái phần lợi nhuận của Vinhome chúng ta có thể kiếm được là từ 8 cho tới 10%, nếu tốt hơn là có thể là loanh quanh là có thể là 12 13% nếu nó lên được 50 cho tới 51 nhanh đi. Thì đó là đối với những cái mã cổ phiếu là Vinhome, thì anh chị có thể canh test lại loanh quanh là 43.8 cho tới 44 là chúng ta có thể là thăm dò được nha, để dành ra một cái phần tỷ trọng nhỏ 10-20% gì đó để chúng ta có thể gọi là bắt Vinhome. Bắt là bắt, chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái chính là cái phân kỳ của Vinhome nha, để khi mà cả bốn chỉ báo đều đã phân kỳ rồi, và nếu mà đo target thì có thể là lên được 48, xa hơn là 50 cho tới 51 đó. Thì đó là cái kỳ vọng về Vinhome. Thì bây giờ Vinhome mà nó hồi lên thì nó cũng sẽ dẫn sóng được cái nhóm cổ phiếu bất động sản nó lên theo, và từ đó sẽ vô tình chung là sẽ kéo được chỉ số của thị trường đi lên. Thì khi mà Vinhome mà nó hồi thì em nghĩ rằng là xác suất cao là Vingroup nó cũng sẽ hồi. Tại vì sao? Vingroup và
Anh chị có thể nhìn trong khung tuần thì anh chị có thể thấy rất là rõ khi mà VinGroup đã có rất là nhiều tuần giảm điểm. Đó thì đã có rất là nhiều tuần giảm điểm để em đếm xem. VinGroup đúng không? Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuần này là tuần thứ 9 giảm điểm anh chị, không có liên tiếp nhưng mà tuần này là tuần thứ 9 giảm điểm. Và Vinhome dường như là chưa có một cái cây nến phục hồi nào để test lại cái nền tích lũy này hết. Cho nên em vẫn view rằng là Vinhome trong cái nhịp này có thể là tận dụng cái nhịp phục hồi này của thị trường khi mà thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều phân kỳ dương, cũng như thị trường về lại cái vùng giao găm tuần, giao găm tháng của Ichimoku, kết hợp thêm cái việc là Vinhome đã giảm đâu đó là tầm khoảng 9 tuần rồi, nó có một cây nến xanh nhưng mà cây nến xanh này chỉ có xanh là 0.33% trong cái tuần đó thôi. Thì em nghĩ rằng là VinGroup nó sẽ có một cái nhịp phục hồi để có thể là tích cực nhất là nó có thể nó sẽ test lại cái nền tích lũy này mà nó đã đánh gãy trước đó. Nhanh đi, từ khi mà nó gãy cái nền tích lũy này nó chưa có một cái nhịp nào để test lại cái nền tích lũy này hết, cho nên em nghĩ rằng là Vinhome ở VinGroup có thể là sẽ có một cái nhịp test lại cái nền tích lũy này ở cái vùng biên dưới thôi, tầm khoảng loanh quanh là 50, thì chúng ta có thể tận dụng cái nhịp này để chúng ta có thể bắt được cái mã cổ phiếu Vinhome. Tất nhiên là chúng ta chỉ dành một cái phần tỷ trọng nhỏ từ 10 cho tới 20%, và em muốn mọi người lưu ý một điều rằng là ở giai đoạn này là chúng ta đầu cơ nhanh đi chứ không phải là chúng ta đầu tư. Đầu cơ nha, đầu cơ ngắn hạn thôi. Và đây là hai mã cổ phiếu mà em view rằng là có thể là đầu cơ được ở trong ngắn hạn khi mà những cái tín hiệu nó cũng đã có, đó chính là những cái tín hiệu liên quan tới phân kỳ dương và đồng pha với thị trường. Và trong diễn biến ở thời điểm hiện tại thì thị trường chúng ta cũng đã về lại những cái vùng hỗ trợ và cũng đã xuất hiện phân kỳ rồi. Cho nên em view rằng là thị trường nó sẽ tiếp tục phục hồi trong tuần sau, thậm chí là tuần sau nữa nếu nó tích cực hơn và có dòng tiền vào. Nha anh chị, thì bây giờ là Vinhome và VinGroup sẽ là hai cái lựa chọn ở trong cái nhóm Vin30, tại vì khi mà dòng tiền mới mà tham gia vào thị trường để giúp cho thị trường phục hồi á chị, thì em nghĩ rằng là dòng tiền nó sẽ trước mắt nó sẽ vào Vin30 và trong đó sẽ có những cái mã cổ phiếu như là VIX và Vinhome. Ở bên cạnh đó thì anh chị cũng có thể thấy là Vinhome đã được nước ngoài mua rất là nhiều, 18 triệu cổ phiếu anh chị. Thì em nghĩ với một cái mức mua lớn như thế này là 800 tỷ anh chị, hơn 800 tỷ, thì em nghĩ nó không phải là một cái câu chuyện đơn giản đâu anh chị, nó không phải là một cái câu chuyện đơn giản mà họ mua tới 18 triệu mấy cổ phiếu, 18 triệu 700 cổ phiếu anh chị. Thì nó không phải là một cái câu chuyện đơn giản. Cho nên em nghĩ là có thể follow theo cái dòng tiền này bằng cách là chờ những cái nhịp test lại của cái phiên giao dịch ngày thứ hai hoặc thậm chí là ngày thứ ba để chúng ta có thể là lụm nhặt những cái mã cổ phiếu như là Vinhome hay là VinGroup nha đi. Em cũng muốn nói với mọi người một điều luôn là tín hiệu đảo chiều phân kỳ của Vinhome nó mạnh hơn VinGroup, cho nên nếu có tham gia thì em sẽ ưu tiên tham gia Vinhome hơn nha đi. Còn đối với những anh chị nào mà đang kẹp hàng VinGroup thì anh chị có nếu còn tiền thì có thể là cân nhắc để mua hạ giá vốn cũng được nha đi, mua hạ giá vốn để có thể đánh T cộng á, để mình hạ giá vốn và khi mà nó hồi lên mình sẽ về bờ cho nó nhanh. Thì anh chị có thể cân nhắc và tham khảo cái ý kiến này của em nha chị, quyết định là ở mọi người thôi, anh chị nghe hợp lý, anh chị nghe thấy có lý. Và nếu mà anh chị còn tiền thì mình có thể là mình thăm dò hai mã cổ phiếu này, hoặc là đang cầm mà kẹt hai mã cổ phiếu này có thể là tạm thời ngưng bán, không có cần thiết phải bán nữa, đặc biệt nhất là trong những cái nhịp test lại thì mình cũng không có nên bán những cái mã cổ phiếu như thế này. Mà nếu còn tiền thì em nghĩ là có thể là mua gia tăng thêm để có thể hạ giá vốn xuống, từ đó khi mà cổ phiếu nó hồi lên anh chị sẽ về bờ nó sẽ sớm hơn, hoặc thậm chí là sẽ hòa về hòa vốn và thậm chí là nhiều anh chị mà cầm giá vốn thấp thì có khi là sẽ có lời trở lại. Nên vậy đối với hai mã cổ phiếu là Vinhome và VinGroup thì đây là cái vấn đề mà em và đây là cái nội dung của cái video mà em muốn đề cập, là em kỳ vọng hai mã cổ phiếu này trong tuần sau khi mà có dòng tiền vào mà nó hồi lên theo đúng những cái tín hiệu đảo chiều phân kỳ á, là nó sẽ giúp chỉ số VN phục hồi rất là tốt. Bên cạnh đó thì bên cạnh đó là cái gì nhỉ, tín hiệu đảo chiều phân kỳ dương á nhỉ. Thông thường back test theo ITP, back test đã back test trên máy tính và back test trên robot đó nè, back test lại trong quá khứ, thì thông thường những cái tín hiệu mà phân kỳ đảo chiều dương mà đồng pha với thị trường, có nghĩa là VN Index có phân kỳ, cổ phiếu cũng có phân kỳ, thì cái xác suất mà thành công nó lên tới tầm khoảng 75%, trung bình là 75%. Cho nên em thấy hiện tại là cái xác suất thắng nó đang cao hơn là xác suất chúng ta thua, cũng như là chúng ta có cái cơ sở là phân kỳ mà cổ phiếu Vinhome thì được nước ngoài gom tới hơn gần 19 triệu cổ phiếu nhanh, thì gần 19 triệu cổ phiếu thì nó cũng không có phải gọi là đơn giản. Bên cạnh đó khi mà chúng ta nhìn vào khung tuần thì cả hai mã cổ phiếu đều đã giảm rất là mạnh, bằng những cái cây nến tuần đỏ rất là xấu anh chị, và chưa có một cái tuần phục hồi nào cho nó đàng hoàng hết. Cho nên em view nhịp này có thể là nó sẽ có những cái nhịp phục hồi tốt, để có thể là chúng ta cơ cấu và chúng ta có thể tận dụng cái nhịp phục hồi này để chúng ta có thể kiếm một cái nhịp T cộng đối với hai mã cổ phiếu Vinhome và VinGroup nhanh nhỉ. Tại vì anh chị nhìn nè, nó giảm xuống nhưng mà nó không có tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước anh chị, nó cứ giảm một mạch xuống thôi, nó không có tạo một cái đỉnh nào hết. Thì nhịp này có khi là thị trường là nó có thể tận dụng chung với cái nhịp đồng pha này với thị trường để Vinhome VinGroup nó có thể hồi lên, nhưng mà chưa chắc nó quay lại xu hướng tăng trong trung hạn, nó chỉ hồi lên thôi anh chị, rồi nó sẽ tạo một cái đỉnh rồi nó sẽ giảm tiếp nhanh đi. Tại vì em view rằng là nó đã nhiều tuần giảm liên tiếp rồi nhưng nó không có một cái tuần nào phục hồi cho nó đàng hoàng và nó chính thức nó tạo được một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước hết, nó chỉ giảm một mạch xuống thôi nè.
hoặc là nó giảm xuống cái nó đi ngang nó giảm tiếp chứ không có một cái nhịp phục hồi nào hết, thì em view rằng là có thể là kỳ này đợt này là đồng pha với thị trường thì nó có thể là nó sẽ phục hồi ở chung với thị trường, nên nhịp phục hồi chung với thị trường và vô tình chung sẽ kéo chỉ số thị trường đi lên rất là tốt đó. Thì em nghĩ rằng là nhịp này lên có thể là tạo thêm một cái đỉnh lên ở khung tuần, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước như thế này, em view là như vậy. Nên em view là như vậy, tại vì cấu trúc giảm ở trong khung ngày hay là khung tuần hay là khung tháng nó đều phải có những cái gọi là ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, mà hiện tại là khung tuần nó đã giảm liên tiếp và chưa có một cái nhịp phục hồi nào để tạo một cái đỉnh mới hết. Cho nên em nghĩ rằng là có khả năng là nhịp lần này Vinhome và Vingroup nó sẽ có những cái nhịp phục hồi, thì anh chị có thể là cân nhắc và tham khảo những cái ý kiến này của em Tính để có thể là tham gia vào những cái mã cổ phiếu này nha anh chị. Vingroup thì em nghĩ là nếu mà nó test lại tầm loanh quanh đâu đó là tầm khoảng để em xem tăng loanh quanh đâu đó là 43 đúng không, loanh quanh 43 43 cho tới là 42 43 cho tới là 42.8 đi đó, thì em nghĩ là loanh quanh cái vùng đó là anh chị cũng có thể là cân nhắc tham gia được ở Vingroup rồi. Anh chị nào nâng biên độ lên chút xíu nha anh chị, 42.8 cho tới là 43.3 đi, 0.5 like ha, 0.5 like là 42.8 cho tới là 43.3, thì em nghĩ là cái vùng này mình có thể là mình cân nhắc mình tham gia đối với Vingroup cũng được. Và theo như em thấy thì Vingroup ở thời điểm hiện tại khi mà nó có một cái cây nến ngày 18 tháng 10 nó tiếp tục nó phá đáy á này, nhưng mà dường như là cái lực cung nó cũng không có nữa, và em chỉ cần là tuần sau mà nó có những cái tín hiệu dòng tiền vào thì em nghĩ là Vingroup nó sẽ hồi lên rất là tốt, tại vì bây giờ người ta cũng nản, người ta không có muốn bán nữa rồi, thì bây giờ cho dù nó có hồi lên thì có thể là người ta cũng sẽ không bán, tại vì kẹp ở phía trên cao rất là nhiều, cho nên là khi hồi thông thường là nhà đầu tư sẽ để cho nó hồi nhanh đi. Thì em kỳ vọng là Vingroup có thể là hồi lên được cái vùng loanh quanh là tầm trước mắt nhanh đi, là khoảng loanh quanh là 47 và xa hơn là cái vùng mà nãy em nói là 50 nha anh chị, xa hơn là 50, 47 và 50, còn Vinhome là tầm khoảng loanh quanh là 48, xa hơn là 50 cho tới 51. Đó là cái vùng target mà em kỳ vọng trong cái nhịp phục hồi lần này của Vinhome và Vingroup. Anh chị có thể tham khảo những cái góc nhìn của em để có thể là tận dụng kiếm một cái nhịp T cộng, hoặc là anh chị nào kẹp hàng có thể là tận dụng nhịp này để cơ cấu hay là hạ giá vốn gì đó. Ok ha anh chị, thì cái nội dung của cái video ở đây đến đây là hết rồi. Thì em mong rằng là sau cái video này anh chị sẽ có những cái góc nhìn khách quan hơn về Vinhome cũng như là Vingroup, anh chị có thể tham khảo và có thể là tham gia đối với một cái nhịp T cộng, tất nhiên là với một cái tỷ trọng vừa phải và phải quản trị rủi ro cho nó hợp lý. Ví dụ như khi mà mình mua xong mà hàng về mà nó lại tiếp tục phá đáy ở loanh quanh, ví dụ như Vingroup là tiếp tục phá đáy 41.5 thì bắt buộc là mình phải cắt lỗ. Hay là tương tự đối với như Vinhome, Vinhome mà mình mua xong mà hàng về nó quay về đầu lại, nó chỉ cần nó giảm quá cái vùng là 42.4 thôi, không cần phải phá cái râu nến này đâu, mà nó chỉ cần nó đóng nến dưới, đúng không? Đóng nến dưới 42.5, 42.5 là anh chị cũng phải cắt lỗ đối với Vinhome nha anh chị. 42.5 sẽ điểm cắt lỗ đối với Vinhome và Vingroup sẽ là 41.5 sẽ điểm cắt lỗ đối với Vingroup. Cắt lỗ chốt lời điểm mua rất là rõ ràng, thì em mong rằng là anh chị hãy tuân thủ và hãy có trách nhiệm cho những cái quyết định của mình, chứ đừng có vì những cái vấn đề gì đó mà có thể là quay ngược lại trách nha anh chị. Em cũng nói rất là rõ rồi, đây là cái quan điểm cá nhân của em, anh chị có thể tham khảo, thấy hợp lý thì mình hãy đưa ra quyết định. Ok ha anh chị, nhưng mà như nãy em nói đó, xác suất thắng nó tới lên tới là 75% xác suất thắng nhanh đi, cho nên em nghĩ là có thể tận dụng nhịp này để tham gia. Bên cạnh đó là cái điều kiện của thị trường ở thời điểm hiện tại nó cũng sẽ xác suất cao, nó sẽ phục hồi trong tuần sau, và Vinhome Vingroup nó có thể đồng pha trong nhịp này đối với thị trường chung. Rồi, một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, cũng như là có một cái những cái buổi đi chơi xả stress gì đó, để tuần sau chúng ta có thể là tiếp tục quay lại và chiến đấu nhanh đi. Rồi, đây là hai mã cổ phiếu trong cái video ngày hôm nay. Chúc mọi người xem video này hiệu quả, cũng như là gọi là có được cái góc nhìn khách quan hơn nha anh chị, và cân nhắc tham gia đối với những cái mã cổ phiếu như thế này để chúng ta có thể tìm kiếm những cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn. Một lần nữa cảm ơn cả nhà và tạm biệt anh chị em. Hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo nha anh chị.